Lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh, đến chị và đến toàn thể các quý khán giả đang xem trực tiếp tại trường quay cũng như đang xem đài ạ. Em tên thật là Nguyễn Dương, nghệ danh của em là Yun Bin. Em hiện tại đang là đạo diễn. Hai mấy tuổi Bin? Dạ, tuy rằng rất là nhiều người nói em là lái máy bay nhưng mà thật sự là em chỉ mới có 28 tuổi thôi. Bây giờ chúng ta coi cái bạn này bao nhiêu tuổi nha, mời em. Dạ, lời nói đầu tiên con xin... Em nó nhỏ lắm. Con nhỏ lắm chị luôn. Biết nhỏ này. Mà con... chú đợi con một chút nha. Trời kêu chú cái tổn thương dễ sợ. Lời nói đầu tiên, con chào chú Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con là Tú Tri. Năm nay con 20 tuổi và con đang là ca sĩ tự do. Bây giờ cho có thể cho anh biết là hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, lúc đó là em đang tổ chức một buổi casting cho bộ phim của em, thì Tri là thí sinh đến tham gia. Lúc đó thì em ấn tượng bạn này là bạn này rất là lúng ta lúng túng. Lúc đó thì em nghĩ là ngây thơ nhưng mà sau này cưới về không phải vậy. Cái gì? Lúc đó ngây thơ thì sao ta? Con cái kiểu con gái mới lớn thì đạo diễn người ta kiểu người ta đầu óc người ta suy nghĩ nhiều thứ, người ta cua con người ta. Năm đó con bao nhiêu tuổi? Năm đó bao nhiêu tuổi? Năm đó con mới có 18 thôi. 18 tuổi rồi sao em kể tiếp đi. Bạn nó vô xong rồi lúc đó là bạn nó đang em đang đưa thoại cho bạn đó là kêu bạn đó là phải diễn như vậy xong rồi bạn nó cứ nhìn em chằm chằm xong rồi đấy. Anh ơi, hình như là anh đóng cái phim gì đúng không? Nó ở trước đây anh có đóng một bộ phim. Em nhớ anh rồi, em thích anh lắm. Em thích anh lắm mà anh đóng phim gì nè, em quên tên rồi. Lại một cái là thấy trớt rồi. Xong rồi anh chị biết không, em rất là bức xúc nha. Sau khi mà hôm đi casting về á, bạn đi nói với lại một cái anh dẫn bạn đi casting là anh hình như Bin thích em. Trong khi em không nhớ bạn là ai nữa. Tại vì em nói em cast tới mấy trăm con người em không thể nào nhớ được. Cuối cùng thì cô gái này có được trúng vào cái vai như vậy. Dạ, bạn nó trúng vào một vai phụ. Tại vì cái tính cách nhân vật của vai chính đó là lúc đó là Tri không phù hợp. Thì rồi có một lần thì em thấy bạn up một cái status là sắp thi rồi, ai đó cho mình cái động lực thi đi. Sau đó em mới nhắn tin cho bạn này, em nói thôi thi tốt đi, em thi tốt anh dẫn em đi xem phim. Em thi tốt đi anh sẽ cho phép em mời anh đi xem phim. Em ước gì em còn giữ Facebook cũ. Thôi đi, rõ ràng luôn á. Xong rồi sau đó thì bạn này thi tốt thật. Thế là hai đứa đi xem phim và từ đó mối quan hệ nó phát triển. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn bạn Bin này là như thế nào? Mới đầu vô là con thấy là quen trước. Xong cái con thấy tự nhiên cái anh nhìn mình cười. Xong cái con cá thì cứ coi con cá đi, không chịu cứ khen con em diễn dễ thương quá em đừng cười nữa anh rụng tim bây giờ. Cứ nói mấy câu vậy đó. Rồi sau đó các bạn, cái mối tình của các bạn nó phát triển như thế nào? Em nhớ có một lần vui lắm là hôm đó là hai đứa chưa quen nữa, nghĩa là lúc đó chỉ còn nhắn tin qua lại thôi. Thì bạn này có ước gì ai đó dẫn mình đi biển. Lâu lắm rồi mình chưa đi biển thì tất nhiên mình là con trai, khi mình nghe một người phụ nữ người ta lên tiếng vậy là ok vậy thôi, cuối tuần anh nghỉ làm anh dẫn em đi biển. Rồi xuống Vũng Tàu ở nhà bạn anh, em có một người bạn rất là thân ở Vũng Tàu, thì vô tình là hôm đó xuống đi Vũng Tàu thì cái bạn đó lại ở Sài Gòn. Trong gài em. Rõ ràng là em không gài thì tức lắm luôn á, nhưng mà bạn dẫn nói là em gài bạn đó. Tới bây giờ vẫn nói là em gài. Tại vì chắc chắn với con là đi xuống dưới là ngủ với bạn. Rồi ổng ngủ riêng, tự nhiên cái xuống đùng đùng cái con có không mình con ổng mà. Rồi sao? Bút khách sạn riêng đồ nữa. Em hứa với Tri là em không làm gì Tri hết. Ok thì rõ ràng là hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Cái qua ngày hôm đó xong rồi đi về Biên Hòa là về nhà em. Là trên đường về Sài Gòn mà bị cái một cái trận mưa rất là lớn. Thì em không có chở mà về Sài Gòn được, nó cũng trễ rồi. Nói thôi em ở lại nhà anh một đêm đi. Nhà anh thì có một đứa em gái ngủ chung nữa, em ở lại ăn đêm nha. Dạ dạ. Xong rồi hả, tự nhiên ngủ là người ta rủ là ngủ có một đêm mà ngủ tới giờ luôn. Lúc đó là tại vì con có vài sự cố cho nên con không có về ký túc xá con ở được, mà con phải ở nhờ luôn. Thôi mà thôi đừng có lấy cái đó là lý do nữa. Quá rồi, dạ đúng rồi. Sau này hả, quen một thời gian lâu rồi mới khai thật là anh biết không, lần đầu tiên em bước chân qua nhà anh á, lại có cảm giác đây là nhà của em rồi. Không tin được nói vậy thì con không biết sao mà không có cái gì gọi là xa lạ hết. Kiểu như là đi vô là thấy mọi thứ nó rất là quen thuộc. Khi đó là lần đầu tiên mình vô nhà người ta. Nhưng mà cái lúc đi ở nhà của em á thì dạ, là mẹ với lại gia đình thì phản ứng sao? Thật ra trước đó thì Chi hên nha, Chi hên có một cái là lúc mà Chi về là qua ngày hôm sau là mẹ em đi về quê. Mẹ em đi về Đà Nẵng. Thì mẹ em đi mất hơn một tuần, mẹ về có nói ủa mưa gì dai dữ rồi con. Vậy đó hả? Thôi nhưng mà cái hôm đó về á thì là tụi em có làm một cái buổi tiệc ngoài sân. Là nhà, tụi em nướng thịt rồi ăn uống hát với nhau đồ. Xong rồi Chi hát bolero. Cái mẹ đi trong mẹ ra, mẹ nói trời sao con bé này hát hay dữ vậy. Mà lại hát đúng mấy bài mẹ thích nữa. Xong cái tiệc hai đứa thành tiệc ba người. Cái hồi ba em về thành bốn người, cái em nữa năm người, xong rồi thành tiệc gia đình luôn. Ra ngồi nướng thịt ăn uống với nhau, hát hỏi nhau, mẹ rất là thích Tri. Sau đó là từ lúc đó là
toàn bộ công việc nhà là em phải làm hết. Ừ. Về là chỉ hả, thôi con ra con hát đi cho mẹ nghe, lúc nào cũng vậy, tối nào cũng vậy hết. Là mê giọng hát của dạ đúng Tri. Rồi. Thôi nhưng mà là em sau cái thời gian quen thì em có dẫn pin về nhà của em không? Dạ có. Sau 2 tháng là con điện thoại về, con nói chuyện thật. Là con nói là con quen pin thật. Xong cái mẹ cũng đưa cho cha nói chuyện, con giải thích. Giải thích này kia với cha, giải thích một hồi cái là cha hiểu. Cái lúc mà đang chạy về thì pin có nói với con là pin lo lắng, pin rung, pin sợ là hả mới vừa vô nhà bị lấy chổi rượt ra khỏi nhà kiểu vậy. Nhưng mà lần đầu tiên cha mẹ gặp pin ở ngoài thì như thế nào? Tại vì trước đó là em có nói trước với Tri rồi. Em với Tri đến với nhau là em cần cái sự đồng ý của gia đình Tri. Tại nếu gia đình Tri không đồng ý thì hai đứa sẽ làm bạn thôi. Em rất là ngại những cái mối quan hệ mà phải người phụ nữ của em phải dằn vặt giữa gia đình với mình. Thế là dằn vặt? À, em là một trend guy. Dạ, em là trend guy, là người chuyển giới nam. Nên em cũng không biết được là gia đình Tri lúc đó sẽ có định kiến với em hay không. Cái bất ngờ là mọi người rất là thương em. Và em được trân trọng. Em lần đầu tiên mà em đến một cái nơi xa lạ, tất cả mọi người xung quanh đều là những người lạ, nhưng mà người ta lại trân trọng mình như vậy. Rồi sau đó thì bao lâu các em mới là kết hôn? Dạ thôi, em quen được có 4 tháng là đám hỏi rồi. Mới 4 tháng cũng lâu lắm. Tìm hiểu nhau cũng thời gian quá lâu ha. Rồi sau 4 tháng đó về ở chung với nhau rồi, cô ấy có giúp cho em thay đổi có một cái gì đó trong cuộc đời không? Em là một con người cực kỳ khó tính. Hơi tí xíu gia trưởng một chút. Nhưng mà từ hồi quen Tri là hầu như là Tri bẻ hết tất cả những cái khó của em. Đúng rồi. Nó quậy đúng không? Em ví dụ như em là em không có thế nào sử dụng chung khăn, chung quần áo với người bất kỳ ai luôn cũng không được. Giờ hả, cái gì của em cũng lấy bận được á, không tin được luôn á. Em ví dụ em chạy xe đi, em không muốn ngừng lại giữa đường, trừ cái chuyện gì nó bắt buộc mình phải ngừng. Mình chạy xe mình muốn chạy một mặt không, đang đổ, gọi là hai đứa đi Đà Lạt đang đổ đèo nha, mà ngay cái cua đang đổ đèo xuống bắt em ngừng cho bằng được, chứ để bẻ một cái cọng cỏ bông lau bên lề đường thôi. Trời, trời bà con quá mà con bẻ là không? Con nít mà trời con bẻ phải con bẻ một lần. Con bẻ là con bẻ hết nguyên một cái dọc đường luôn, là con đi chỗ nào cũng ghé hết á. Thiệt, bây giờ nghĩ là em không nghĩ tại sao em lại chiều bạn này đến mức độ như vậy. Tại yêu đó. Chiều và kinh khủng. Nợ đó em. Dạ. Hỏi hỏi nè, vậy thì là từ lúc yêu nè, rồi được gia đình ủng hộ nè, rồi đến khi cưới nè, thì có những cái biến cố gì trước ngày cưới xảy ra? Biến cố thì có một lần là trước đám hỏi. Là sau khi mà gia đình em đã xuống nói chuyện gia đình Tri rồi, thì tự nhiên gia đình em về đâu khoảng 3-4 ngày thì mẹ Tri điện thoại lên nói là thôi, hai đứa đừng cưới nữa. Hỏi ủa sao vậy mẹ? Rồi mẹ im, mẹ không nói. Hai đứa thì không biết chuyện gì hết. Lúc đó là 4-5 giờ chiều, hai đứa dầm mưa chạy từ Sài Gòn mà chạy xe máy về An Giang luôn. Thì giờ lúc đó giờ 12 giờ đêm là mẹ ngủ rồi. Xong sáng ngày hôm sau vẫn ngồi nói chuyện với nhau thì mẹ mới nói là bây giờ hàng xóm dư luận người ta nói nhiều quá, tại sao lại phải gả cho một đứa như vậy. Rồi trong khi Tri có giọng hát, Tri có nhan sắc nữa, tương lai của Tri còn dài lắm. Xong rồi em nghe thì em cũng chạnh lòng. Lúc đó thì Tri ở ngoài, em ở trong phòng. Em nghe hết rồi em mới nói em mới đứng lên em thưa em đi về. Em nói thôi em đi về. Tại vì lúc đó em giận thật sự. Tại vì bản thân em nghĩ là em có thể lo tốt được cho Tri. Và em cảm thấy là em đáng được trân trọng. Cuối cùng thì mẹ có thay đổi không? Mẹ thì mẹ con bị là bị kiểu không có lập trường, không có vững. Trường không vững. Cũng chính mẹ luôn, mẹ tự ngồi đó mẹ tự suy nghĩ, mẹ nói là người ta đâu có nuôi mình ngày nào đâu, người ta đâu có lo cho mình được cái gì đâu. Còn có tụi con thôi, mà tụi con là hạnh phúc là mẹ vui rồi. Thì cũng chính mẹ nói như vậy. Tới bây giờ rồi mẹ con đã nguôi ngoai và đã không có để tâm nữa. Tại vì mọi người thấy tụi con tốt lên từng ngày. Thực ra là sau cái số phát sóng này á, thì những cái định kiến nó cũng sẽ thay đổi. Đúng chắc vậy. Chắn là như vậy. Sau cái chương trình này. Thôi chúc phúc hai bạn nha. Trong mấy tháng ở với nhau như vậy thì nó ăn Bin, hiếp có em sao Bin ơi, nó ăn hiếp em lắm. Dạ không? Đúng rồi, có võ đúng rồi. Cô Hồng Vân cũng nhớ không? Có tập có 7 cái huy chương vàng Taekwondo đai đen. Ở nhà bà có giận em không? Đánh em hoài luôn á, buồn đá em vài cái. Mới đây còn úp lên Facebook và đá em mấy cái. Rồi. Cái đó anh tự úp luôn. Rồi khui đi, tật xấu của cô gái Tri này là gì? Là, có một lần thì tụi em bán hàng á. Thì tụi em bán dù là 10 cái hũ đó là 1 triệu 8. Thì bạn mới ngồi tính, ủa anh, mình bán 10 hũ 1 triệu 8 là một hũ mình bán 18 ngàn hả anh? Ủa anh ơi, em giỡn nha anh cho anh vui. Mỗi lần em tính lại đi. Em tính lại đi, em tính kỹ lại có bao nhiêu, em cũng ngồi em đợi. Bà tính hồi nha, chồng bà tính ghê lắm. À em biết rồi, nhiêu em? 10.800. 18.000, sau đó chuyển có 10.800. Chứ nhất định là không 180.000 nha. Em mua bằng rồi. Cố tình cho em vui, để thấy em buồn. Hai đứa đi đường á, bụi quá anh. Xong cái, anh bụi quá, lấy tay bịt mắt em lại. Em lủi vô rác luôn. Em đau bao tử, em đi đường,
anh đau bao tử của em ơi, anh đau bao tử hả? Anh bệnh viện tai mũi họng nè, vô khám bao tử anh. Trời ơi. Mỗi lần em nghe vậy xem em thôi em im cho lành nó, tại vì bị té giếng. Có không? Té hai lần luôn. Hồi nhỏ là không có giếng. Té xong có xong thôi. Té xong. Té xong còn nặng té giếng, nước nó còn nhiều. Thôi con đừng dọn nhà ở mé sông nha con nha. Đó, nói chung là mai mốt giàu có con đừng có mua nhà biệt thự kế sông Sài Gòn nha Bin nha. Rồi thật xấu gì nữa nè Bin? Dạ có một lần đang ngủ đến 4 giờ sáng thì tự nhiên quay qua đánh em quá trời luôn. Anh sao anh cởi quần em? Anh nói gì cái chi? Đến sáng luôn, đến khoảng 10 giờ sáng thì con em gái em nó ngủ dậy. Em gái mình nó thức khuya, nó chơi game lắm. Nó kêu là hồi tối qua em đang chơi game, em thấy bà Tri bà ngồi vậy, bà lột cái quần bà quăng ra xong bà nằm bà ngủ tiếp. Bà tự cởi quần bả xong bà đưa thừa em. Bởi vậy không về em dám cho đi ra ngoài ngủ. Thôi giờ có bữa ổng kể con mới biết, con không có biết gì hết. Có bữa con đang nằm ngủ mà con lăn xuống một cái bằng xuống dưới rồi mà con không biết gì nha, con còn cãi lộn với ổng trong khoảng thời gian đó luôn. Mà tới sáng con thức con không nhớ gì chân á. À bị... vậy là bị bọng du. Thiệt, tại vì sáng em ngủ dậy á, có một lần là ngủ dậy thấy cái cửa tủ nó bị mở. Mà nói là ồ sao hai đứa sợ là sợ luôn. Ra hấp nhang đồ các thứ. Tự nhiên cửa tủ mở xong cái có một đêm em đang ngủ cái em nghe có két mà em nhạy cảm với cái tiếng động tối mà em nghe tiếng động em dậy liền. Em bật dậy cái em thấy ba móc cái chân vô cái tủ á. Ba mở ra, cho ba đóng lại, ba mở ra các bạn. Em làm gì đi? Dạ. À, em kiếm đồ. Sáng hỏi bà không nhớ gì hết. Trời ơi. Tivi nữa. Mở tivi nữa mà con sợ là cái gì đó, nó có cái gì đó. Ai thôi đi đó. Em mở cho ai thôi đi. Trong giấc ngủ của em không bao giờ được ngon giấc đúng không? Trời thiệt luôn. Em ngủ là em rất là ghét ai mà gác em này nọ thứ. Rồi dành mền dành gói. Mỗi lần em ngủ là có một chút xíu cái mép giường thôi á. Bà lấn em vậy á, rồi bà gác lên tới bản họng em luôn. Thôi em đang ngủ cái chân nó chắn ngang cổ em vậy nè. Giống như núi đè vậy. Thiệt. Em hiểu ngủ rất là ngoan luôn, không hiểu sao. Có nhiều lúc á con ngủ con không biết sao nha, mà các con đang mơ. Con mơ ở trong giấc mơ là ai dê con á, không phải ông Bin dê con. Xong cái hôm đó ở nhà con mà cái phòng con bị chuột vô. Xong cái con ngắt cái tay ông, một cái ông nhảy dựng lên, ông đứng lên luôn. Ông đứng lên em ơi chuột cắn anh. Chuột cắn anh. Xong cái con em nhéo anh đó không chuột cắn anh. Trời ơi chắc mai mốt cái anh nghe em bị lây luôn cái bệnh mộng du luôn á. Em sợ luôn anh, tới giờ là em sợ. Cái mộng du nhiều khi là không có kiểm soát được đúng không? Cố gắng phải tìm phải tìm cách để mà chữa cái này nha. Rồi thôi, nói chung là những cái tật xấu của bà nó kể ra thì cũng thấy thương, và quan trọng nữa là cũng thấy đáng yêu đúng không? Có một cái là không đáng yêu lắm là cái ghen. Ghen cái ghen ghen kinh khủng. Mỗi lần mà bà giải thích với em là bà nói là em bị bệnh á, bà nói thẳng em luôn. Anh ơi em bị bệnh á, thôi anh đừng để ý. Mỗi lần vậy anh chiều em đi, anh chịu đi. Ví dụ giờ đi chụp hình nguyên một đám nha, là có những người bạn của mình trong đó luôn, thì chụp có kiểu này kiểu kia thì nhiều khi mình hào hứng quá, mình choàng dai, mình bá cổ, đó là chuyện rất là bình thường. Là bây giờ mà có đụng lên không có đi về đâu anh, đụng ngay tại chỗ đó luôn, xong bỏ ra chỗ khác. Em không biết em làm cái gì sai, em không biết luôn. Em phải đi theo anh làm cái gì sai, em phải nói cho anh biết anh làm cái gì sai. Không nói anh đi ra đi, anh biến đi, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nó anh là đồ điểu cán gì, chửi sùm lên. Em đâu có chửi gì vậy đâu, chửi giữa đám đông. Có chửi không? Không có chửi giữa đám đông, con chửi trong lòng mà chả đập được. Ui chả đập được luôn. Trời đất ơi, chửi trong lòng mà chả đập được. Đọc được cái tiếng nói trong lòng luôn hả? Chửi trong lòng. Cái mặt con nó dâng máu, mà cái máu đó là con không thể nào con kìm được. Con không kìm được luôn. Con thiệt luôn, con biết con vậy mà con không có kìm được. Vậy bây giờ thì em phải tự để ý. Em phải tự tránh xa tất cả những bạn nữ ra. Bây giờ tới con đó, anh ấy có tật xấu không? Không, một đống luôn chú người ơi. Đây không quá hoàn hảo. Cái thứ nhất là làm biếng. Ăn xong rồi nằm mà nói sao ngày nào anh cũng mập hết vậy em. Ngày nào anh cũng mập hết vậy, anh không ốm được đó em. Cái thứ hai là làm biếng thì người ta lấy ly nước ta cũng lấy được hết cô. Không. Em ơi lấy cho anh ly nước đi. Ôi vợ ơi lấy cho anh miếng trái cây nha. Ôi vợ ơi miếng bánh nữa nha. Vợ ơi tắt tivi giùm anh đi. Ờ cứ vậy đó cô. Mà kiểu như mà con quạo thì sẽ không dám. Làm biếng là làm biếng như vậy thôi, còn mà chuyện kiếm tiền thì ông không làm biếng. Con thích vậy đó, quá thích nhiều đó thôi. Nhịp nhàng nhiều cũng làm hết được. Sao tính tình thì sao? Dạ tính tình thì ổng cọc. Lúc mới quen á là con khóc hoài à. Áp lực lắm cô ơi. Lúc vì... mới quen thôi. Bây giờ coi. Không, từ ai từ cọc? Để em nói cho hết đi. Cái lúc mới quen hả là ổng cọc mà ổng cứ nạt con hoài luôn á. Ổng cứ kiểu như ổng muốn một người vợ hoàn hảo á cô. Xong mà kiểu con nít mới lớn mà việc nhà này nọ con đâu có kiểu đảm đương đâu, xong rồi con phải tập 2 tháng đó cơ. Thức 5 giờ sáng thức rồi hả, con làm đồ ăn trưa, đồ ăn sáng, đồ ăn chiều luôn hết á, con như một người vợ đảm đang chuyên nghiệp luôn á. Qua cái thời gian 2 tháng đó thì con thi bolero là con bỏ phế luôn tới giờ đó. Bỏ phế luôn. Bây giờ được bao nhiêu phần trăm người vợ hoàn hảo rồi? Nghĩ là 70%, nhưng mà vẫn thua ngày xưa. Thì bây giờ mong muốn anh Bin thay đổi điều gì? Dạ. Con mong muốn là anh Bin nhỏ nhẹ lại nữa.
siêng nấu ăn hơn. Mà mỗi lần nấu ăn là ông bày cái bếp con dẹp mệt lắm, thôi khỏi luôn đi. Khỏi luôn đi. Rồi với quan tâm chăm sóc vợ nhiều hơn. Rồi giờ Bin, Bin mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em thấy là dạo này Tri với Tri kiểu như Tri ăn đường nhiều quá, Tri bị ngán á. Em thấy bạn nó bị nứt môi đi, cái em lật đật em chạy đi mua cây son dưỡng cho bạn đó mà đem về các bác. Ừ, để đó đi. Xong cái hả, cầm điện thoại lướt lướt lên, xong cái cười cười với cái điện thoại. Mình nó đang giận mà. Mình nó cảm giác là trời, mình không bằng cái điện thoại luôn. Nên em mong là Tri sẽ hiểu em nhiều hơn. Tại vì Tri hiện tại á là Tri nhìn thấy được những cái gánh nặng của em, nhưng mà Tri không có hiểu được cái độ nặng của nó. Nên em vẫn có cảm giác là em bị áp lực rất nhiều. Từ công việc cho đến nhà cửa cho đến rất là nhiều thứ. Chị thấy vậy nè, bây giờ á, tất cả những cái điều mà Bin mong ước ở con á, đều là chính xác. Nhưng con phải cho Tri một thời gian. Chắc chắn Tri sẽ làm được điều đó. Thực sự là Tri quá hay nếu như một cô bé 20 tuổi nó đã làm được 70% công việc của một người vợ. Thì 30% cái con chỉ cần mất khoảng 1 năm, 2 năm nữa thôi. Câu nói của Bin á, cô rất là hiểu là con hiểu được áp lực và gánh nặng của Bin, nhưng con chưa biết nó nặng bao nhiêu. Thì thời gian tới con sẽ hiểu thêm là cái công việc đó nó nặng như thế nào, cái áp lực đó thực chất nó khủng khiếp ra làm sao, thì con chịu khó tìm hiểu. Còn ngược lại á, Bin á, con phải thông cảm cho Tri. Khi tụi con đã làm được cái điều đó rồi thì tụi con mới hạnh phúc được. Chứ không á, là vì hai người làm nghệ thuật mà ở chung một căn nhà rất là khó. Thì thành ra tụi con phải giữ gìn, nâng niu tất cả những gì tụi con đang có. Dạ rồi. Cảm ơn hai bạn đã đến đây. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho bé Tri nghe một vài năm nữa sẽ trở thành người phụ nữ hoàn hảo 100% trong lòng của chàng trai Bin. Một ngôi sao và một ngôi sao trong làng nghệ thuật. Cảm ơn các em. Nha. Cảm ơn. Chào hai em. Cô dâu ấn tượng quá nghe. Wow. Nhìn quá ấn tượng luôn. Ấn tượng. Cho anh coi cái hình ở bên tay phải em coi. Chắc con trai em đúng không? Dạ đúng rồi. Yeah, ôi cưng quá à. Coi như xăm ổng lên cánh tay mình luôn á. Dạ từ lúc mà mới sanh ra tới thời điểm này á là ai cũng nói bé giống ba. Tới cái ngày này á là ngày sinh nhật của chồng em á. Cái có người nói là bé giống mẹ, cái em chụp liền ngày hôm đó đi xăm liền em. Xăm liền luôn. Em có phải làm nghề tattoo không? Dạ đúng rồi. Tattoo chứ đúng không? Tattoo. Tattoo cho tattoo vậy? À biết mình gọi tattoo rồi. Tattoo. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào hai anh chị ạ. Em tên là Quốc Trí. Hiện tại em đang 26 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Còn em? Dạ em tên là Phương Thi, em nay 23 tuổi. 23 tuổi hả? Trời sao hai đứa đến học nhỏ xíu vậy trời. 23 tuổi mà con được mấy tuổi rồi? Dạ con gần 2 tuổi. Trời đất ơi, 21 tuổi đẻ. 21 tuổi có bầu. Đẻ rồi. Vậy là có bầu từ năm 20 tuổi. Em có bầu năm 21 tuổi, đẻ năm 21 tuổi luôn. Tròn năm đó ha. Chắc đẻ tháng 12. Dạ đúng rồi. Đúng không? Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Lúc đó là vào năm 2017. Lúc đó là em có chơi một cái nhóm nhạc với những người thân với nhau thôi, kiểu bạn bè thôi. Bữa đó tụi em kiểu làm một cái show, thì tụi em có mời nhiều người tới. Thì vô tình Ti vợ em là khán giả trong bữa show đó. Lúc mà tụi em diễn xong á, tụi em có đi ăn uống với nhau. Lúc đó em mới gặp được vợ em. Nhưng mà em chơi trong vị trí nào? Lúc vào trong nhóm nhạc đó thì em đang đứng cái hậu kỳ, đó là xử lý âm thanh cho nhóm rồi. Cách đây mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. Lúc em 19 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là gặp nhau trong đêm diễn. Trong là sau đêm diễn? Trong đêm diễn luôn. Trong đêm diễn là gặp rồi. Sau đêm diễn là đi ăn. Sau đêm diễn là đi ăn. Dạ. Ủa tại sao coi xong không đi về nhà mà đi ăn? Thực ra thì cái show diễn là show diễn nhạc rap á, mà em không có thích nghe nhạc rap. Đi với tâm trạng là bất đắc dĩ. Em có một người bạn thân á, người bạn đó được một bạn khác trong nhóm của chồng em mời. Em nói là không, em không thích nghe nhạc rap, em không đi. Bạn em thì kiểu đi một mình, không bao giờ nó đi một mình hết. Nó bắt buộc nó phải theo em theo cho nên mình. Nên là vì thương bạn mà đi. Dạ. Vì thương bạn mà đi thôi. Nếu mà không thương là dễ gì gặp ông này. Dạ. Nghe nhạc rap chưa? Dạ chưa. Nhìn cái hình nền đó. Hình nền thì rất là rap luôn á. Ở trong tâm hồn chắc có lẽ là bolero. Ở trong tâm hồn chắc có lẽ là bolero. Dạ tâm hồn em là EDM. EDM. Giọng dữ luôn nha. Rồi đêm đó làm sao nè? Em chỉ mong cho hết show đi về lại thôi chứ mình không có thích đâu. Vậy thì hết show tại sao không đi về mà lại đi ăn? Lúc mà hết show em ra khỏi cửa, em đứng đó em chờ bạn. Cái bạn em ở trong nói chuyện với lại người khác trong nhóm của ảnh á. Lúc bạn đi ra cái ok đi về, cái xong cái tự nhiên lúc đó em đổi ý. Đổi ý là do đói bụng hay là do gặp bạn này? Lúc đó là cái người bạn mà rủ bạn thân của em đi ra nói là thôi hai em đi ăn chung với nhóm tụi anh đi, show cũng thành công mỹ mãn rồi. Xong rồi cái em thấy bạn đó cũng dễ thương dễ mến quá, cái em gật đầu cái em đổi ý luôn. Tại vì cái bạn kia. Dạ. Đúng không, chứ phải vì bạn này. Ra đi ăn thì mới gặp bạn này. Dạ đúng rồi. Hai bạn mới gặp nhau mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau. Dạ chưa luôn. Chưa, lúc đó chưa nói chuyện luôn. Chưa nói chuyện luôn. Nhưng mà cái cảm giác của em lúc mà khi đi ăn mà gặp bạn vợ này thì lúc đó là em đã để ý chưa hay là như thế nào? Lúc mà
ngồi trên bàn ăn, lúc đó em mới để ý vợ em. Cái thứ nhất là trong bàn ăn đó thì chỉ có vợ em với lại bạn của vợ em là hai đứa con gái duy nhất trong bàn thôi. Tại sao không để ý bạn của vợ em mà đi để ý vợ em? Em nói thấy cô này make up đậm. Do make up đậm mà. Dạ, make up đậm. Rồi còn gì đặc biệt nữa không? Ví dụ như là dây hay là cắn trẻ. Không, lúc đó vợ em kiểu hơi mũm mĩm một xíu. Mũm mĩm hơn bây giờ không? Không, bây giờ là ốm rồi anh. Chỉ là lúc đó em thấy vợ em kiểu khá là lạ. Ở thời điểm đó là em 70kg rồi. Khi nào thì mới bắt đầu là nói chuyện? Thì lúc mà ngồi trong bàn ăn á, thì em cũng không có để ý gì nhiều. Không kể như là ngồi ăn, tại em bị dị ứng với đồ cay, em không ăn cay được. Quán ốc đó, mấy bạn nó toàn kêu món cay không à. Ốc là thường là cay không? Dạ, em với con nhỏ bạn ngồi xem không, ngồi ngó, ngồi chơi, ngồi bấm điện thoại. Chồng em từ phía dưới bàn đi lên trên đầu bàn, chỗ tụi em ngồi. Nói là, ủa sao em không ăn gì hết vậy? Em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được. Cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc, liếm giả bộ. Hết cay rồi em ăn đi. Trời ơi, ấn tượng quá. Ấn tượng đầu tiên của anh lại như không, liếm giả bộ. Liếm giả bộ. Liếm giả bộ. Cái giả bộ nó mới dễ thương. Lúc đó em phản ứng sao? Em cũng từ chối rồi, kêu thôi em không ăn, em không thích ăn bạch tuộc. Mặc dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác. Giống cái gớm. Lúc đó thì em nghĩ trong đầu là người gì kỳ cục, chơi rap mà sao tánh kỳ. Cái lúc đó là do kiểu em giỡn thôi, kiểu chọc chọc bạn. Sau đêm đó về, em có tìm hiểu gì về cô gái này không và ngược lại? Sau đêm đó về thì em lên trên Facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em. Để mà muốn tìm hiểu xem cổ là ai và trong tình trạng như thế nào đúng không? Sau khi mà em tìm kiếm được xong á, thì lúc đó là em chưa có kết bạn vội liền. Mà em mò vào kiểu trang cá nhân để mà xem lại những hình cũ của vợ em á, là em thả tương tác. Chơi đầu mộ. Trong khi đó thì em thì sao ấy? Kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi á, 19, 18 tuổi á, em vẫn còn ham chơi đó. Đi chơi đêm là chủ yếu á. Cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về. Đến lúc mà bạn chở về cái em nói là thôi em không muốn về, em muốn đi cà phê. Lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á. Cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi. Kêu có quán. Bạn đó quay qua rủ chồng em. Chồng em hỏi đi quán nào, cái em kêu là đi leo này kia, đi quán ở ngoài quận nhất. Cái em nhìn chồng em, cái em kiểu ủa anh cũng biết quán đó nữa hả? Xong rồi cái chồng em kiểu ờ đúng rồi anh cũng biết. Cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo, không ai đi hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao không đi nữa? Tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi, em con gái em đi một mình, em đi cà phê đêm vậy nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ. Các bạn chở em bèo về nhà luôn. Bạn không chở em đi nữa. Vậy đó hả? Thì ra là còn khúc này nữa. Cho nên mới khiến cho ông này ổng càng xuyến xắn là về tìm thông tin của cô này. Tức là còn cái đoạn này rất là quan trọng đó. Em về cái em cũng bị ấn tượng với khúc mà bắt tay đó, kiểu ủa không quen, không biết, chưa gặp nhau lần nào, chưa có ấn tượng gì nhau, tự nhiên bắt tay mà rất là hợp gu luôn, kiểu như là khớp, không có chật một nhịp nào luôn á. Em bị ấn tượng sau em về em tìm. Em hỏi, tìm Facebook luôn. Em tìm Facebook của bạn chồng em. Nghĩa là cả hai về là tìm liền. Dạ. Tức là chưa có kết bạn mà tìm Facebook tìm. Xong rồi thả tương tác. Ông này thả tương tác nhưng mà có vô add fan của này không? Chưa. Thả tương tác thôi. Thả tương tác thôi. Còn em có thả tương tác lại không? Dạ không. Thật ra là chồng em biết Facebook em trước. Mà em đi tìm Facebook chồng á thì em hỏi bạn bè em á, cái bạn bè em không ai biết gì hết á, không ai tìm mới được hết. Xong cái em lên mấy cái MV của nhóm á, em xem, em pau từng đoạn lại, cứ bấm play rồi bấm pau coi cái mặt nào giống với cái mặt tối hôm đó. Mà em tìm không ra. Cái em mới hỏi bạn em là mày hỏi trong nhóm ảnh coi có ai mà đêm hôm đó mặc áo khoác đen, đội nón rồi đeo mắt kiếng nhìn tao đi. Cái qua ngày hôm sau bạn em nó mới chửi vào mặt em một câu: mày có bị khùng không? Nhóm người ta mặc áo khoác nhóm, ai cũng mặc như ai hết á. Nhóm người ta 10 người thì hết 8 người đeo mắt kính rồi, mày tìm ai? Cái tới một ngày đẹp trời, cái tự nhiên là em thấy có một người thả wow vào cái ảnh đại diện cũ của mình. Cái em kiểu là ai mà chơi kỳ cục vậy, không có ba quen biết, không có bạn chung, không có gì hết mà sao mà tự nhiên đi chơi đầu mộ. Cái em mới tính nhắn tin hỏi nhưng mà em thử add fan coi và mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không. Cái em add fan, cái ảnh chồng em trả lời liền luôn, accept liền. Dạ. Cái chồng em nhắn tin qua hai em. Cái đó là cách bao lâu ở cái hôm buổi tối đi ăn đó? Dạ, cách 2 ngày. Coi như hai người đào mộ Facebook nhau tới 2 ngày á là mới kết bạn được với nhau. Qua ngày hôm sau là ngày 20, cái chồng em chạy xe qua đón em, cái hai đứa đi cầu Đồng Nai. Xong rồi cái vòng về, em mới nói chồng em là thôi đi về đi, em có hẹn đi ăn kem Baskin với bạn. Cái chồng em kêu thôi em hủy hẹn nó đi, anh chở em đi luôn. Rồi em hủy hẹn với con bạn em luôn. Thế là nó giận em một tuần. Qua lúc ăn kem á, em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em. Cái chồng em kêu anh nè, ủa sao không hề giống, không có hề giống cái tưởng tượng của em thế nào hết á. Em tưởng tượng trong trí nhớ em là người đó đẹp trai, cao to các kiểu, sau đây nhìn nó kỳ kỳ. Em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á,
anh biết người đó là ai không? Cái xong mà cái cũng anh nè xong rồi em chứ gì vậy trời. Một người mình tưởng tượng mong nhớ, một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một. Ủa sao lạ vậy ta? Sao mà em lại không nhớ vậy em? Có nghĩa là 10 người, hết 10 người mà áo khoác đen đeo kiếm nó ná nhau hết. Ná ná nhau. Sau cái bữa đi Cầu Đồng Nai nó về bao lâu thì mới chính thức hẹn hò? Dạ một tuần. Một tuần sao chặt cũng lâu quá chị lâu, ơi lâu lâu lắm. Trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á, hai gia đình có biết không? Bên gia đình em thì lúc đó là ba mẹ em chưa biết gì hết, em vẫn còn đang giấu. Tại bởi vì là mẹ em kiểu hơi khó tính á, cho nên là về mấy cái chuyện yêu đương này nè, mẹ em kiểu cũng hơi ngăn cản. Tụi em cứ giấu thôi. Sau khi quen xong được có 2 tháng tới sinh nhật của em, đó là mẹ em mới biết. Ban đầu lúc mà mẹ biết vậy, trời ơi, mẹ em kiểu nóng tính lắm. Là sao mà lại nóng tính? Là do vợ em kiểu có hình xăm nữa. Lúc mà bạn về mẹ có nói gì với em không? Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, tại sao quen, tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu vậy. Là lựa chọn con, cho nên là con muốn kiểu nghe trái tim của mình. Cho đến khi mà tụi em chính thức quen được hơn 1 năm thì lúc đó là mẹ mới dịu đi. Nhưng mà em biết là cái việc mẹ chồng mình lúc đó là không có thiện cảm với mình không? Dạ em biết, nhưng mà cái quan điểm của em là ta không thích thì mình làm cho người ta thích. À. Hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Tụi em quen nhau hơn 2 năm, sau đó tụi em mới hơn cưới. Hơn 2 năm rồi mới cưới. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi. Trao trí lấy nhau về mấy năm rồi? 2 năm rồi. 2 năm rồi. Có những cái tật xấu nào của cô ấy nó lòi ra không? Nói về tật xấu của vợ em thì cũng chỉ biết nè, cầm ram vài cái thôi. Là đúng cầm ram. Cái nhất là cầm ram. Cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á, thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt, nhưng vợ em là 6:30 mới đi. Cái nữa đó là vợ em giờ kiểu dây thun đó. Lên giờ dây thun đúng không? Cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn cho mọi công việc quá, kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất đẹp nhất, mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn, mình phải chuẩn bị trước đó. Dạ đúng không? Dạ đó. Thì đối với em ở thì em thấy chỉ có 3 cái tính đó là em hơi khó chịu. Bây giờ còn make up đậm không? Make up giờ đỡ hồi đó rất nhiều rồi đó. Chứ đậm lắm á. Dạ hồi đó cho con nít mà thích là làm thôi à. Biết ngô nhà chị giờ chị biết mà. Ngộ lắm. Ủa, nhưng mà cô ấy có ghen không em? Có, anh ghen lắm, ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á. Lúc yêu có ghen không? Yêu ghen bạo lắm, tới giờ cưới rồi mới đỡ. Có một cái lần mà ngồi ở quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà, có một cô bé là bồ của cái người bạn trong nhóm ảnh luôn. Tự nhiên cô bé đó trước khi gặp mặt em là em nghe chồng em kể là cô bé đã nghe nói về em rồi, nên kia có ấn tượng về em các kiểu. Sao em kêu để thử gặp mặt coi làm sao. Lúc mà ra gặp mặt cái chào chị Thi vui vẻ lắm. Xong cái tự nhiên cô bé đó nhìn chồng em cái nói: "A anh Chí hôm nào quay qua nhà vậy anh văn cho em nha." Trong khi đó em ngồi trước mặt cô gái đó, ngồi kế bên chồng em mà tự nhiên cô gái đó nói vậy. Em kiểu gì vậy trời, kỳ cục vậy đó. Xong rồi từ cái hôm đó về là em có ác cảm với cô gái luôn. Tới mãi sau này, đôi lúc vô tình chồng em gặp lại cô gái đó là em sẽ chiến tranh lạnh với ổng. Có khi nào ngồi coi một cái phim ngắn hay là một cái clip nào đó rồi cái liên tưởng đến mình là nhân vật ở trong đó không? Hay là ảnh là nhân vật trong đó? Có. Trời ơi, em bị bệnh luôn á. Cứ lâu lâu khẽ coi mấy cái drama trên Facebook nè, hay là mấy cái chích cảnh trong mấy cái phim nào có vụ đó, thế là em lại liên tưởng là em ABC gì đó bên ngoài nữa. Thế là phải hỏi anh ở đâu, anh đang làm gì, tối nay suy diễn gì. Vậy là bị thêm cái tật gọi là tật suy diễn. Yeah. Cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra? Em mong muốn vợ em kiểu bớt cái việc càm ràm đi. Cái thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được. Rồi giờ tới em đó, tật xấu của ông là gì? Lúc quen nhau thì anh không có ngủ ngáy, mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn. Lúc mà chưa cưới đó, thật ra chưa có ngon, ngủ chưa ngon. Cưới xong mà đúng ngủ rồi. Ngon. Đúng rồi. Thôi nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy. Ngủ rất là êm luôn. Nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi. Thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất, rất là gọn gàng luôn. Đâu rồi đó. Dạ. Nhưng ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên, tung tóe hết lên. Tức là ông chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ của ông rồi. Dạ. Đúng không? Cái nơi mà ông gọi là ảnh gọi là kiếm ra tiền là rất là tươm tất sạch sẽ. Bừa bộn cục bộ em ơi. Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao ông kiếm tiền được rồi, rồi đúng không? Dạ. Rồi ổng có ghen không? Dạ có. Ổng nói em ghen quá mà ổng là. Thì vậy là hai chồng ghen qua ghen lại. Hồi trước thì em đi đâu cũng dễ dàng thoải mái hết. Từ khi mà sau khi em sanh xong á, cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn. Không tập gym không gì hết. Cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn. Khi mà mình giảm cân rồi, cái niềm vui của phụ nữ mà chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi. Tới là em mua đồ hở vai, hở này, hở nọ, váy ngắn, cái thứ lại bảo là em đi đâu, làm gì, đi làm mà ăn bận vậy đó hả?
ghen đó. Đi chơi với bạn mà vậy đó hả? Đi ra đường cho trai nó dòm hả? Rồi sao rồi? Cái cất đồ luôn hả? Dạ xong rồi, cái sau này thì em muốn mua quần áo, em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream em chụp màn hình lại, cái em báo cáo là em mua đồ này được không? Ừ. Cái ok mua được thì em được em mua. Đã phải hỏi ý kiến của ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm. Tới bây giờ vẫn vậy luôn. Là sau này là bắt đầu như vậy. Mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa. Vào đẹp người ta mới mặc đồ hở. Thì bắt đầu mới ghen. Dạ. Cũng thuận theo tự nhiên mà em. Đâu gì trái tự nhiên đâu. Rồi giờ mong muốn Trí thay đổi điều gì thì? Em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu. Chỉ có mấy cái mà đừng có, em không có diễn tả sao hết. Nhưng mà đôi lúc chồng em cứ làm quá mọi thứ lên, kiểu như là tự biên tự dĩ, xong rồi tự đau lòng. Tự diễn tự đau lòng. Cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia. Nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia khó khăn, anh cũng tự trách bản thân mình. Tại vì anh thế này, tại vì anh không đủ khả năng thế này, không đủ khả năng thế kia. Anh buồn, anh rầu. Tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy. Cho anh tự trách tự đau buồn. Hiểu rồi, nghe mình cũng thấy đau lòng đúng không? Dạ, em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy. Có gì cứ nói chuyện với vợ, chia sẻ vợ đúng không? Dạ. Vợ em mong muốn em điều đó là đúng đó. Cái dịch bệnh á, nó ngộ lắm, tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan á. Hơi tiêu cực đúng không? Cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan, vậy nó là cả thế giới rồi. Dạ, chứ không phải là riêng gì đất nước mình, mọi thứ luôn, chứ không phải riêng về dịch bệnh hay là cái gì. Bỏ đi nha, đừng có suy nghĩ nữa. Dạ em rõ rồi đó. Còn em á thì cái vụ ghen, cái gì của mình là của mình đúng không? Đừng có coi. Nhưng mà mình coi với một nhưng cái tâm lý. Nhưng mà đôi đó. Lúc cái chồng em kêu là thôi em coi tin phim tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng xíu đi. Em cũng coi xong cái em thấy vợ chồng người ta vui vẻ, người ta hạnh phúc, chồng lãng mạn, ở này kia, cái em lại tủi thân. Rồi thôi nói chung là bớt lại, cứ suy nghĩ những cái gì nó tích cực. Tích cực, tích cực. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Dạ em chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thận và chào khán giả yêu các bạn trường quay Vợ Chồng Sao hôm nay. Em tên là Trương Ngọc Lộc, năm nay em 30 tuổi, sống tại Hồ Chí Minh. Thì công việc của em bây giờ đang là quản lý tuyển dụng và đào tạo cho cái app mà em. Dạ chào tất cả mọi người. Chào chị Hồng Vân, chào Quốc Thận. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Thủy, hiện tại em đang sinh sống ở Hồ Chí Minh. Năm nay em 28 tuổi thì em cũng là quản lý và tuyển dụng và đào tạo Idol Life. Bây giờ kể cho anh biết đi. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu nè? Và em có ấn tượng gì về cô gái này? Đó là năm 2018, chính xác là tầm tháng 9 2018 á. Lúc đó mới đã chiếu phim á, là chiếu phim kinh dị tại vì chuẩn bị Halloween luôn. Cái lúc đó thì có một bé trong công ty cũ em đang làm á, thì là bé đó cũng rủ em đi. Thì em cũng đi luôn tại vì có bạn bè đi chung, thì bé lúc đó là rủ vợ em đi nữa. Thì vợ em lúc đó là tới trễ thì lúc đó là em cũng không quan tâm. Thì cái lúc mà coi phim xong á thì đi ra, cả nhóm mới đi ra ngoài, cái với bạn là đi ăn luôn. Thì lúc đó là em mới thấy vợ em. Sau khi coi phim xong em ra trực diện em thấy cái anh này, thì cái cảm xúc của em về anh này như thế nào? Không, em cũng bình thường tại vì em chỉ để ý tới bạn bè em thôi. Lúc mà mới bước vào á thì thấy có cái chị bạn thân đó ngồi nói chuyện với anh này, mà cái chị đó chưa có bồ, thì mình mới có quay qua hỏi nhỏ bạn: ê bồ hả, bồ chị Vi hả? Nó nói là không, anh làm chung này kia vậy thôi. Đó, chỉ là hỏi duy nhất về ảnh vậy thôi. Sau đó thì là các bạn làm gì để mà tiếp cận nhau? Dạ đây, ad Facebook em trước. Ủa tại sao lại ad Facebook? Tại vì giống như lúc đó là bạn làm bên Bibo Live rồi. Là cái như bạn muốn chắc tăng... tìm mối. Dạ đúng rồi. Một phần là lúc mà trong cái quá trình mà xem phim kết thúc xong rồi đi ăn, mấy con nhỏ bạn á nó có tật hay ghép. Lúc đó thì thật sự lúc đó là em có bạn trai, nhưng mà đang trong quá trình mâu thuẫn và chia tay và níu kéo là nó đã giải quyết trong vòng một tháng trời rồi mà chưa có dứt khoát được. Vô Facebook em coi thông tin, em ấn tượng nhất cái này là bên vợ em là có một nhóm từ thiện á. Mình tự làm từ thiện với nhau á, thì lúc đầu em cũng thấy thú vị tại vì em cũng từng làm từ thiện rồi. Lúc đó em tự mở lời trước luôn, chừng nào có từ thiện thì cho anh đi nữa. Rồi có đi không? Dạ có luôn. Là lúc đó là gì xảy ra? Dạ đi từ thiện nhiều quá, có kết quả của từ thiện. Là sao? Là sao? Dạ có em bé. Ủa vậy đó? Cái chuyến đi từ thiện là, cái chuyến này đi đâu? Cái chuyến đó là dạ nói chung á là trong cái khoảng từ thời gian mà quen tìm hiểu á cho tới lúc có em bé là trong vòng 2 tháng thôi. Nhưng mà cái chuyến từ thiện đó là đi đâu? Dạ ra đi ở trong Đồng Nai. Đồng Nai hả? Dạ ra một cái tên em bé là con Nai hay là tên Đồng hay là tên Đồng? Dạ tên em bé là một câu chuyện khác nữa. Rồi tới chuyến đi từ thiện thứ mấy thì mới bắt đầu là em bé xuất hiện? Dạ cái chuyến đi đầu tiên á là em nhớ là đi Đồng Nai. Theo như em tính chu kỳ mà để có em bé á là chuyến đi ra Vũng Tàu.
đó, đó. À, là cái chuyến đi đó chuyến lúc là khởi hành tàu. Dạ, khởi hành tàu đó là Dũng là khởi hành lúc đi cỡ khoảng 5 giờ sáng thì anh này mới kiếm chuyện qua nhà ngủ. Nói chung lần nào đi từ thiện cũng kiếm chuyện qua nhà ngủ hết thì không có ngủ thức. Thức trước khi đi từ thiện. Dạ đúng. Đó thì cái bữa đó cũng lỡ uống bia rượu nó nhiều quá thì lúc về nhà vợ thì em cũng xin phép nói, tại vì nóng quá mình cởi áo đằng tí. Lỡ cỡ giờ lúc đó là 2 giờ sáng rồi mà ngủ 5 giờ đi nữa. Dạ đúng rồi thì nó mệt quá thôi nằm trần trọc cho mệt thêm. Nằm trần trọc ngủ không có được. Vợ em mới hỏi em ủa anh ngủ chưa? Em cũng nói luôn chưa ngủ được. Không ngủ được cái lát hồi nằm chán quá em mới khều. Khều cái thì hôm nay cũng hiểu ý. Ủa nhưng mà rồi cái lúc mà có em bé cái rồi là quyết định làm đám cưới liền không? Dạ có em bé xong thì anh này cũng có cầu hôn rồi cũng có về nói bên phía bên gia đình. Rồi trong quá trình yêu anh em có từng thử lòng ảnh chưa? Dạ có chứ, ảnh dẫn em đi bar đi lên đó. Lúc đó body em chuẩn lắm, đẹp, ăn mặc mình hở hang rồi gì. Nhưng mà ảnh cũng giữ cái chừng mực lắm. Cái, nhưng mà em cũng nghĩ là thử coi ảnh có đàng hoàng hay không. Thì bữa đó giả bộ uống rượu xỉn lên taxi, mặc áo xẻ ngược sâu mà nghĩ chắc nhìn cũng có nhìn mà không biết ổng có dê không. Cái cũng dựa lòng vậy nè. Cái thử có làm gì không? Nghiêm túc lắm, lấy tay đỡ đầu, chạy nhiều khi dằn xe đó sợ em giật mình. Này kia cái nọ, không bất cứ không một động thái hay gì hết, rất là bình tĩnh. Sau đó mới quyết định là yêu anh này. Dạ đúng rồi. Có tỏ tình, có cầu hôn mà có như là tổ chức cái gì cho hai đứa hay không? Tổ chức thì không, nhưng mà cầu hôn thì có. Thì đợt đó là em cũng đi mua nhẫn cầu hôn rồi, nhưng mà tự nhiên cái bị một sự cố ngoài ý muốn là tại vì bạn bên vợ là tổ chức cái sinh nhật mà bí mật ra tới khúc cuối mới gọi cho vợ chồng em ra, cũng uống chút bia lúc đó cũng mệt rồi tới 9-10 giờ mới về. Lúc đó cũng ráng mệt rồi nhưng mà cũng ráng nghĩ là tại vì đã chuẩn bị cầu hôn rồi mà không lẽ là vì cái này mà lại bỏ để ngày hôm sau. Cái không thật kệ nhất quyết, cái lúc đó là ráng gồng người lên sọ tay vô lấy cái túi cái nhẫn ra. Cái lúc đó là mệt quá em mới té xuống vợ rồi nằm kế bên vợ luôn, mở ra em đồng ý làm vợ anh không là cầu hôn trong tư thế nằm hả? Dạ đúng rồi. Nói chung là trong đầu trong em là một cô gái mộng mơ, trong đầu em tưởng tượng bao nhiêu là lãng xẹt bấy nhiêu vậy đó. Xong ngáy luôn. Dạ đúng rồi đúng rồi. Sau đó là nằm ngáy cái cảm trước á thì là cầu hôn trong tư thế đằng sau lưng nhà đeo đi. Hai ông này lãng mạn ghê. Dạ đúng rồi đó. Sau khi cưới về nó có những cái bất hòa không? Dạ nói về bất hòa thì từ thời điểm đó tới giờ là 2 năm cũng chưa bao giờ có cái tiếng gây nhau, chỉ là những cái giận hờn vu vơ thôi. Trong cái quá trình á là cái tính chất á là ngày xưa em cũng từng làm sale và anh cũng làm sale, nhưng mà anh làm về quản lý sale. Sau đó là chuyển qua cái công việc này á thì lúc đó em làm trước ảnh rồi mà em có ý định là thôi ở nhà chăm con cùng em rồi hai chồng cùng làm, thì em cũng tạo dựng một cái team đó giống như là để cho anh làm, nhưng mà ảnh thì anh cứ lơ lơ kiểu gì không chịu làm. Rồi em mới nói là thôi anh ở nhà đi, em trả lương cứng cho anh luôn, nghĩa là thuê anh làm đó. Cũng không chịu. Cũng có một lần mâu thuẫn trong công việc rồi em khóc với mẹ chồng em. Khóc cái mẹ dỗ dành, mẹ nói là thôi để từ từ để mẹ nói lại này kia. Nhưng rồi sau đó thì em cũng lựa cái thời điểm mà vui vẻ của hai vợ chồng á, thì em mới nói là anh phải như vậy, em muốn anh đứng ra để cho mọi người thấy là anh có năng lực. Và sau khi mà làm được rồi, tiền về tài khoản và làm giỏi hơn vợ nữa, khoái tập trung vui, làm vui. Chúc mừng hai vợ chồng đó, em bây giờ coi như hai chồng cùng làm một công việc nè ha. Dạ. Được cùng rồi, chăm sóc con, được chăm sóc con cùng ở nhà, có nghĩa là 24/24 gần như là bên dạ, đúng nhau. Dạ. Vậy thì bây giờ đến phần 2. Giặt mặt thói hư tật xấu của nhau. Thôi nào giờ, ai là người nói trước đây hả? Thì vợ em mày bị cái lúc đầu á, cái hồi mà mới quen á thì dạng cũng ít nói lắm, để nói là đúng thôi, nói vậy thôi, nói lại xong không nói nữa. Rồi bắt đầu hai lấy về, cái việc mà đầu tiên là việc dọn dẹp phòng móc, thì phòng nó bừa thì nhiều khi em cũng lười dọn thì vợ em vô dọn luôn. Em thì nằm không gì đó, em giữ con thì nhiều khi quăng con cho nó tự chơi, vậy thì em dọn phụ. Dù có em có phụ hay không á, vợ em dọn cũng cầm ràm, đi cái là cầm ràm cái từ đầu cho tới cuối luôn. Kể cái này nè, anh kể sai sự thật, không có vậy đâu. Tại vì không chủ động trong công việc. Một người phụ nữ, tại sao nếu như mà người ta mang bản tính càm ràm thì trước đó người ta đã càm ràm rồi. Cái này là do mình thay đổi đối phương. Nếu như mà cái việc nhà đó mình chủ động làm, mình tự làm đi, vợ không cần phải nhắc nhở thì họ sẽ đâu có càm ràm. Do mình không chủ động, không tinh tế. Nhưng mà bây giờ thì sao? Giờ thì có việc em cũng chủ động làm. Là bà còn càm ràm không? Bớt không? Dạ, vẫn còn. Vẫn còn, nghĩa là chủ động làm mà vừa vẫn còn. Không, nhiều khi cái tính vậy là không nói chịu nổi. Mà không, mà vẫn đỡ hơn rồi đâu chị. Rồi, một tật xấu. Rồi, tiếp theo còn gì nữa? Còn chị ăn uống nữa, mệt thêm nữa.
cái này hai chồng em được cái là tâm hồn ăn uống nhưng mà tâm hồn của vợ em thì nó khó hơn của em chút. Nhiều khi hai chồng đói quá, tầm chiều chiều 5-6 giờ mà ăn cơm ít quá thì tối nó đói. Lúc đó em mới nói vợ đói bụng quá, tưởng gì em cũng đói rồi mà nãy giờ em không dám nói. Rồi em cũng hỏi Dũng ăn cái gì, mình đi cái đưa ra nguyên cái danh sách ăn ốc rồi bánh xèo rồi bánh canh này kia đủ loại. Dạ đúng rồi. Rồi cuối cùng mới hỏi là muốn ăn nào không biết nữa, cà cưa tới hồi thôi không ăn nữa, nhịn đói luôn, nhịn nguyên đêm. Đêm có rên rỉ lên không? Dạ vẫn rên, đói quá mà hỏi ăn thì lại không ăn. Cô gái này càm ràm trong cái tiếng rên rỉ của sự đói khổ này. À, cái đó không, cái đó gọi là đấu tranh đâu, mình đấu tranh, đấu tranh tâm lý. Đừng nói là gì, đừng ăn mập dữ lắm luôn rồi. Sẵn đà em kể luôn vậy cái gì. Tật xấu ông là gì? Tật xấu của ông luôn. Tật xấu hả? Vô tâm nè, mê chơi game mà không có quan tâm vợ. Không quan tâm vợ. Chơi, cắm đầu vô chơi game chơi mà quên cả vợ luôn, không nhớ tới vợ, nghĩa là có thể là nguyên đêm mà chơi suốt tới khi ngủ mà hai chồng không tương tác với nhau câu nào luôn. Mà nhiều lúc mà mình bực mình cũng gán nhẹ nhàng mình nói anh chơi game chi vậy? Anh chơi em nè, quay ra mình gả. Chơi game chi? Chơi em nè, chơi em đi. Kiểu như cũng dễ chịu à, cũng bỏ xuống. Rồi nói lâu lâu á, tại vì cuộc sống hôn nhân là mình đi một con đường dài. Nếu như mà mình quá chú trọng những cái việc cá nhân hoặc là mình chỉ dành khoảng thời gian dành riêng cho cá nhân mình nhiều quá thì cái người còn lại họ cảm thấy cô đơn. Ngoài con ra ngủ ra xong thì khoảng thời gian đó là mình phải quan tâm tới vợ mình nhiều hơn. Quần quật một ngày mà không, chơi game chơi với bạn nè. Cái đó là quá xấu rồi đó. Đó là cái điểm lớn. Dạ, vô toilet tâm sự cho nó quá lâu. Tâm sự với ai? Với cái điện thoại, vẫn là cái điện thoại. À, chắc là game nữa. Đó, vô trong đó ngồi. Mà không phải là một lần vô là nửa tiếng, có khi hơn một ngày vậy, rất là nhiều lần đó. Trời vậy ơi, vị chi một lần vô là nửa tiếng đi đó. Là một ngày ông đã sống coi như là 2 tiếng đồng hồ trong. Dạ đúng đấy. Rồi, đó. Khủng khiếp quá. Mà đi đâu làm gì thì cũng sẽ chậm chạp hơn vợ. Lê mê, đúng chưa? Dạ. Nói tóm lại là bây giờ biết em mong muốn ông sửa cái gì? Em thì cũng không có đòi hỏi gì ở chồng mình nhiều. Tại vì á không ai là hoàn hảo hết. Mình muốn thay đổi đối phương chứ hết thì mình cũng thay đổi bản thân mình. Đúng vậy. Đó, mình giống như một tấm gương để mình phản chiếu với người bạn đời mình, sau đó nhìn rồi làm theo. Rồi mình chỉ nói là anh nên giống như là mình tương tác vợ chồng nhiều hơn, mình dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Rồi bây giờ còn em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Tại vì tính em cũng dễ, thì cái lúc mà là em với vợ em là tới quá nhanh, thì một phần là do em, cái đó là sự lựa chọn của em rồi. Là em cũng tin tưởng vợ em thì em cũng không có mong muốn thay đổi gì nhiều. Em mong muốn vợ em là yêu thương chăm sóc chồng con này kia thôi. Yêu thương chăm sóc chồng con. Vì hai người này ước ao dễ giống nhau vậy. Như vậy cuối cùng là lỗi của ai? Hiểu không? Dạ. 50-50 vậy, 50-50 vậy. Nếu như em muốn ảnh tương tác với em bớt đi cái điện thoại thì em phải dành cái vị trí của em ở cái điện thoại của ảnh, chăm sóc cho ảnh, hỏi han lo lắng chăm sóc giống như điều ông mong muốn vậy đó. Đúng thì không? Ngược lại thì cái điện thoại ông sẽ quên bớt đi, ông sẽ phải đối diện với em, ổng phải tiếp cận với cái đối tượng mà đang chăm sóc ổng chứ. Đúng rồi. Đúng không nè? Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng nha. Cảm ơn chị. Dạ, em chào anh Quốc Thận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thái Hòa, năm nay 30 tuổi. Em hiện đang là nhân viên văn phòng. Em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là vợ em. Còn em? Dạ, em xin chào MC Hồng Vân và MC Quốc Thuật. Em tên là Tuyết Nhung, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng và là giáo viên tiếng Anh tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hai bạn là chắc có lẽ là quen nhau trong trường hợp là chắc là ở gần nhà nhau rồi, cũng là quen nhau đúng không? Dạ, thì giống như là một cái duyên á. Thì em với vợ em trước đây là không hề quen biết. Có một người bạn mới rủ em đi cà phê tiếng Anh thì em mới gặp vợ em lúc đó. Thì cái ấn tượng của lần đầu gặp vợ em là nhìn vợ em rất là truyền thống luôn. Tóc thì tóc đen tuyền, xõa ngang vai, mái ngố. Mà có mặc đồ truyền thống không? Dạ, cũng mặc đồ truyền thống. Cảm giác đầu tiên của em là giống như em bị sét rồi đúng không? Dạ, em ngoại hình nhìn là thích liền đúng không? Cô gái truyền thống Việt Nam đúng không? Dạ. Còn em thì sao? Em gặp ảnh thì em thấy thì sao? Dạ, thì ban đầu em gặp ảnh là em cũng không có ấn tượng gì đâu. Có một cái ấn tượng mà em nhớ về ảnh á là lúc mà em dạy tiếng Anh cho ảnh, xong rồi ảnh học ví dụ, ảnh đưa cái câu là "Can you show me the way to your heart?" có nghĩa là em có thể chỉ cho anh đường đến trái tim của em hay không? Đó. Trời ơi, vừa mới học tiếng Anh xong là bung ra cái câu thả thính như vậy rồi. Lúc đó em rất là rối bời luôn, không biết là có ngụ ý gì hay không. Rồi sau đó thì sao? Chắc chắn là em phải là phải lên một cái kế hoạch gì đó để mà mua cô giáo này đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì lúc sau đó là tuần nào em cũng đi quán cà phê tiếng Anh đó để em kiếm vợ em. Thì lần thứ hai thì em không gặp được vợ em. Lần thứ ba thì em mới gặp lại được vợ em. Và lúc đó em bắt đầu là xin số điện thoại, nhắn tin rồi rủ vợ em đi ăn rồi đi chơi giống như tư cách là bạn bè vậy. Nhưng mà cô ơi, lúc đó là cô đã có ý trung nhân chưa?
Cô có bạn trai chưa? Dạ lúc đó thì em mới chia tay bạn trai xong ạ. Có một cái biến cố như vậy là cái người bạn đó, bạn của vợ em bây giờ nè, thì có ad Facebook em và nói là bạn trai của vợ em. Hai người đang có trục trặc thì kêu nói là em đừng có xen vào chuyện giữa hai người. Thì em mới copy cái dòng tin nhắn đó, em hỏi thẳng vợ em luôn là em với người này như thế nào, đã chấm dứt hay chưa. Thì lúc đó vợ em mới kêu là cái người này đã chấm dứt mà cách đây 2 tháng rồi và đang làm phiền. Thì để nhân cơ hội đó thì em tới luôn, ngỏ lời luôn. Rồi sau đó thì như thế nào, tình cảm của các em nó có cái gì vui không? Trời, trong cái quá trình quen á, tụi em nói chung là không còn giữ kẽ gì với nhau nữa rồi. Nói chung là có bao nhiêu cái thứ gì gọi là show hết ra cho nhau luôn. Thì em nhớ là có một lần mà tụi em nắm tay nhau đang đi bộ, rất là tình cảm nha. Xong rồi cái tự dưng chồng em á, nắm nhẹ tay em, kéo xuống dưới mông gì nè. Trời ơi, tặng cho em một quả bom nguyên tử luôn. Nó kêu một cái bụng, to ơi là to luôn. Trời ơi, sao em kêu trời cái gì vậy, ghê vậy ông nội. Đó, xong rồi cái từ đó trở đi là em gọi chồng em biệt danh là bụng. Rồi sao nữa, còn tật xấu gì không? Mới đầu em rất là thần tượng vợ em nha, giống như là vệ nữ, bao nhiêu cái tính tốt ở trong người á là vợ em có hết. Nhưng mà lúc quen mới biết là không phải như vậy. Thì vợ em là hay nói yêu thương em ngoài đường lắm. Sau này em có như thế nào thì em cũng bên cạnh anh mãi mãi, không bao giờ rời xa anh. Ngay lúc đó luôn, có mấy anh chó nhảy ra sủa, em mới đứng ra em đỡ. Em đỡ vợ em, nghĩ là vợ em đứng sau thôi, tại vì sợ chạy mất dép ra đâu không biết luôn. Đó, nghiệp quật ngay lúc đó luôn. Đó. Có nghĩa là chó vừa cắn là bà mất xác luôn, không biết bà đâu. Tại vì em sợ chó lắm. Cái mối tình của các em chắc nhiều câu chuyện vui lắm luôn á. Dạ đúng hiểu rồi. Lúc mà các em cãi nhau thì như thế nào? Ai đứa nào là đứa thắng? Em lúc nào cũng đòi thắng hết trơn á. Bằng mọi cách em phải là người thắng. Cãi lộn kiểu nguy hiểm lắm anh. Có lần cãi nhau cứ em cương lên luôn thử một lần xem sao. Đòi chạy ra quốc lộ các em phải níu lại. Rồi hay diễn á, ví dụ mà ấy lên giận lên xong em đau bụng quặn cái ngực nằm lăn xuống dưới đất vậy á. Bữa đó nằm bất động luôn, nhưng mà một vài lần trước là em biết rồi. Em năn nỉ mấy lần trước, em năn nỉ ghê lắm. Lần này em biết rồi, em ném đôi dép ngồi chờ luôn. Giờ coi chừng nào đứng. Bà nằm hồi chứ bà mệt chứ bà ngồi dậy. Nằm hồi mệt quá dậy. Tự tỉnh luôn hả em? Dạ đúng rồi, tại diễn nhiều lần quá rồi. Mấy lần trước thì người ta còn cản mình, người ta còn này nọ. Nhưng mà làm tới làm luôn một bài cái là để mặc kệ luôn. Nằm liếc em riết à. Liếc đó. Em có làm gì. Ê còn lộn cơ bò vậy hả? Còn dạ. Các em quen nhau bao lâu thì mới cưới nè? Tụi em quen nhau gần 2 năm mà. 2 năm trời chắc là đi chơi xa với nhau nhiều lắm đúng không? Dạ đúng rồi, coi như là mỗi tháng gọi là đưa nhau đi trốn á, tháng nào cũng đi xa với nhau hết trơn á. Cái chuyến đi mà lần đầu tiên của tụi em á là chuyến đi đến Bình Ba. Thì không hiểu sao mà xui sao hôm đó trời mưa to lắm, thế là hai đứa ướt sũng luôn. Cái xong rồi lại quay về phòng, và lúc đó thì em cứ còn ngây thơ kiểu gì á. Xong rồi cái anh này ảnh sánh tới em, cái tự nhiên ôm xong rồi hôn em, xong rồi gọi là đi xa vấn đề luôn. Sao em thấy vậy rồi em kêu là không được đâu anh ơi, mình mới quen mà không có được như vậy đâu. Trời, coi như mặc kệ những gì em nói, tay thì xé bao con sói ra. Coi như là mọi thứ là cứ đi trên chỗ theo ổng. Mặt em lúc đó đơ luôn mà. Đây là đâu? Trời ơi, tôi đang làm gì vậy? Không biết làm gì luôn. Làm luôn. Dạ, làm gì làm, còn em mặt đơ ra. Em không biết gì luôn. Nhưng mà có làm được không? Làm được có 2 phút à. 2 phút là xong xuôi hết câu chuyện rồi đó. Tại chắc em đơ quá đó. Đơ quá, mất cảm xúc. Mất cảm xúc. Không còn cảm xúc nữa. Rồi sau đó thì sao? Bao lâu thì ảnh mới cầu hôn em? Quen khoảng 2 năm là bắt đầu ảnh cầu hôn em. Thì cầu hôn nó cũng không có giống như người ta đâu. Thay vì là phải tạo ra bất ngờ đúng không? Thì coi như là em là đạo diễn trong cái cuộc cầu hôn đó luôn á. Coi như là mọi thứ là em lên chi tiết hết. Tại chị biết phụ nữ mà thích lãng mạn nè, thích được cầu hôn nè. Cái em chỉ ảnh các cái cầu hôn như thế nào. Em kêu là khi mà cầu hôn em á, phải quỳ xuống nha. Đó, quỳ xuống trao nhẫn rồi phải nói lời ngôn tình nè. Xong rồi cái em sẽ giả vờ đứng lên em khóc, em ôm anh giống như kiểu bất ngờ vậy đó. Trời ơi, bà chỉ đạo hết luôn hả? Dạ, em chỉ đạo hết luôn. Xong rồi cái hôm đó đi Nha Trang với nhau, thì em có nhờ bé em, nè em nhớ quay phim lại cho chị nha. Em đang canh cái thời cơ mà có đám đông đứng ở đó đó. Đó, xong rồi em kêu anh ra diễn đi nhanh lên, mọi người đang đứng ở kia kìa. Xong rồi ra giữa đám đông đứng nha. Xong rồi nhạc rền vang lên, xong rồi ảnh quỳ xuống coi như là làm răm rắp theo những cái lời mà em đạo diễn làm chỉ luôn. Đó, rồi có trao nhẫn nè, xong rồi nói lời ngôn tình nè, xong rồi đứng dậy, xong rồi hôn em. Không gian rất là lãng mạn, gọi là đúng ý của em luôn á. Coi như cái lời ngôn tình đó em có viết cho ổng luôn không? Dạ có, em chỉ đạo hết luôn mà. Anh làm đơn như khúc gỗ vậy á. Tiếng Việt à. Trời chứ học từ khi quen em giờ là tiếng Anh coi như là càng ngày càng tệ luôn á. Em có nhớ cái câu mà cái câu thoại mà cô ấy cũng viết cho em không? Em quỳ xuống rồi em nói là quên rồi hả? Rồi câu đó làm sao đâu? Câu sao? Nhưng mà thời gian quen em thì
em làm cho anh cảm thấy giống như là mình và là người đàn ông đích thực vậy đó. Gặp em là anh coi như anh thay đổi toàn diện luôn. Em là người phụ nữ gọi là đáng quý ha, là người phụ nữ độc đáo và dạ, đặc biệt nhất, giống như viên kim cương quý giá vậy đó. Gặp được em coi như là anh có được tất cả rồi đó. Cho nên bây giờ nhân dịp giây phút này thì anh hy vọng là em sẽ trở thành vợ của anh. Trời ơi, chị hỏi em nào, hôm đó em làm theo cái sự chỉ đạo em với cái cảm xúc em ra. Em thì em là người không thích như vậy. Vợ em thích làm màu. Mà lúc đó em sao Nhung? Lúc đó em cũng diễm mà, lúc đó nước mắt em chảy ra này. Diễn kinh khủng. Lúc đó em chạy ra coi như là em cảm động lắm trời ơi, trời ơi em cảm động gì đâu á trời ơi. Xong cái em ôm ảnh em khóc. Clip nó còn à? Còn anh báo lên Facebook đó. Trời, để về chắc ta. Em Facebook để tôi coi clip đó, tôi cười chết luôn thiệt. Sau đó cái cầu hôn đó là bao nhiêu lâu thì đám cưới? Mình cầu hôn từ tháng 3 xong rồi tới tháng 11 là phải đám cưới. Trong cái tiệc cưới em có đạo diễn cho ông một cái màn trên sân khấu không? Có luôn. Có luôn. Có luôn hả? Dạ. Lúc đó thì em phải bắt ảnh là phải biểu cảm trên khuôn mặt sao như thế nào. Em hát rồi em bước lên trên khán đài, rồi ảnh phải ngôn tình rồi dìu dắt em giống như đang khiêu vũ vậy đó. Đó, chứ bình thường mặt anh này ảnh đơ lắm mà cũng khiêu không biết nói lời cảm rồi, xúc. Khúc cuối phải quỳ xuống cầm hoa đưa lên cho vợ em. Ôi, thiệt rồi. Mà bữa đó làm tròn nhiệm vụ không? Tròn chị. Rồi cái đêm tân hôn em có đạo diễn cho ổng không? Trời ơi, đêm tân hôn của người ta thì hì hục người ta làm chuyện đó đúng không? Đêm tân hôn của tụi em là hì hục ngồi đếm tiền, đếm xong rồi cái lăn ra ngủ luôn, không có làm gì hết trơn á. Mà xong rồi cái ngày hôm sau đi chăn mật với nhau, tưởng đâu là sẽ gỡ lại là làm ăn lại được rồi. Nhưng mà ai ngờ em lại bị chó cắn. Không biết kiếp trước có thù kiếp gì, tiền kiếp với loài chó sao, gặp mình là sủa, gặp mình là cắn. Cắn xong rồi cây, thế là chồng em phải đưa em về trung tâm mà đi chích ngừa. Đâu làm ăn được. Dạ, chích ngừa xong rồi cây em bị sốc phản vệ, cái em ói, cái em ngủ ly bì mấy ngày trời luôn. Thế là toàn trăng mật, được gọi là toàn ngựa mật luôn, nó không có làm ăn được gì hết trơn á. Là dập mật luôn. Dạ, dập mật luôn. Mà sao cũng đầy em, chó nó ghét. Em không biết, em cũng tuổi chó mà không hiểu sao chó nó ghét em á. Rồi, cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới nhau cũng được một năm rồi. Chắc hiểu nhau quá rồi, chưa? Từ cái lúc. Dạ, chưa ạ. Nó nghe nè, ở nhà là bà có hay đạo diễn cho em những cái màn gì khác không? Có anh. Thôi bây giờ hôm nay nhân cơ hội này em có thể nói ra một vài tật xấu của vợ em. Tật xấu của vợ em là hay bắt em diễn với lại ghen. Mà ghen kinh khủng nha, ghen 4 cấp độ luôn. Đầu tiên là ngày xưa là ghen trong quá khứ. Xong rồi giờ bắt đầu ghen trong hiện tại. Xong rồi ghen trong mơ. Rồi còn ghen trong tương lai nữa. Thế tương lai ghen với ai? Dạ. Đang đi xe em cái kêu lỡ mai mà em có chuyện gì xảy ra mà không còn bên anh nữa thì anh có ở vậy anh tôn thờ em không? Cái em thì em biết ý là muốn nói gì rồi, nhưng mà em khoái nói ngược lại, tính em nhây mà. Cái em nói là tất nhiên anh phải kiếm người khác chứ ở vậy hoài sao được. Cái đó ghen lên. Là ghen sao? Lúc đó làm sao? Lúc đó là xiết cổ em trên xe luôn, xíu đều muốn tông xe luôn. Vậy luôn á hả? Kinh khủng lắm. Là ghen trong tương lai. Ghen trong tương lai đó. Ghen trong mơ nữa, là hai cái mà ghen trong mơ là sao? Ghen trong mơ là sao? Có một bữa là hai vợ chồng đang nằm ngủ, cái vợ em quơ tay múa chân ghê lắm, đánh vô em liên tục luôn. Cái em thấy thương vợ em quá, chắc là bị mộng du hay gì, bị nằm mơ ép mộng á. Em mới ôm vợ em trong lòng ngủ tới sáng luôn. Cái sáng vợ em mới kêu là biết hôm qua sao em đánh anh không, em mơ thấy anh ngoại tình. Nhưng mà cái người mà chồng em ngoại tình là em có thấy khuôn mặt không? Em thấy hình cô nào cũng đẹp gái lắm luôn á. Đó, xong cái tự nhiên em ghen, mà một khi em ghen là em khoa tay của cho là em quýnh liên tục vậy á. Đó là tật ghen. Rồi còn tật xấu gì nữa? Có yêu thích chồng một cách gọi là cuồng nhiệt không? Đó. Nói chung là cũng có anh. Lúc nào đi đâu cũng bám đuôi theo chồng á, không rời xa một gan một tấc luôn. Tối ngủ hay rút nách em ngủ không anh? Khoái vậy sao á? Khoái ngửi nách. Rồi hết rồi phải không? Dạ và em. Tới em đó, anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em á, tật xấu của chồng em là chơi dơ với chơi lầy. Vợ chồng em có cái thói quen là làm gì cũng phải làm chung với nhau hết. Tắm là cũng phải tắm chung với nhau luôn. Đó, thì cái một hôm có cái đợt tắm chung, xong rồi chồng em kêu là họ để anh tắm nước ấm cho vợ nha. Xong rồi lúc đó em cũng cảm thấy là có nước ấm chạy lên người em. Nhưng mà nước ấm này á, cái mùi nó rất kỳ kỳ. Xong cái em quay lại em nhìn chồng em. Trời ơi, em tá hỏa luôn. Em có nghĩ là nước ấm từ vòi, nhưng mà không, nước ấm từ vòi của chồng em. Ôi lầy quá vậy em. Lầy thôi, quá lầy lội quá. Tận hưởng nha anh. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là thật xấu nữa, đó là ổng buổi sáng dậy á, chị biết không, là
mồm hai đứa đều rất là thối. Mà ngày nào cũng đè em ra em hôn buổi sáng gọi là hôn tình yêu này nọ. Nhưng mà em không chịu được nổi cái mùi đó luôn. Mới ngủ dậy kia còn chạy ra mà rồi vậy mà tò hôn em này này nọ. Xong rồi chưa kể nữa, mà ổng này ổng chơi dơ. Mỗi lần mà ngồi rảnh với em là ngồi móc cước mũi. Móc cước mũi xong rồi chét đầy lên người em này nè. Đó, xong rồi khoe chiến tích. Này em nhìn coi cục này bự không, cục này đẹp không. Trời lầy quá. Rồi nó nghe nè, vợ chồng tắm chung, cái làm gì cũng chung chứ. Chắc anh ấy siêng năng lắm dùng điều đó đúng không? Lúc mà mới cưới mà, coi như ngày nào bắt trả bài hết trơn á. Đó, xong rồi mà ổng mà không trả bài đàng hoàng là coi như có chuyện á. Thì em nhớ là có cái hôm mà 4 ngày liền ổng mệt quá không có trả bài cho em được. Xong tự nhiên ngày hôm sau cái em bị đèn đỏ luôn. Đèn đỏ dí là tới hết một tuần luôn, rồi là tổng cộng là hết 11 ngày. Thế là không làm ăn được gì hết, cái em nổi điên lên. Hôm sau em lên công ty, em spam tin nhắn. Nói chung là em làm phiền không cho làm việc luôn. Từ sáng tới chiều luôn. Rồi sau đó là có cộng dồn lại trả một lần đúng không? Có, trả nguyên tuần luôn mà. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thì chồng em á, đối với em là ảnh là toàn diện hết rồi. Rất là yêu thương em, việc gì cũng san sẻ làm với em hết. Cho nên cũng không có nhiều tật xấu. Thì em cũng không mong ảnh thay đổi điều gì hết. Dạ. Rồi còn em có mong muốn bà xã thay đổi điều gì không? Em thì em cảm thấy rất là may mắn vì có một người vợ như vậy rồi. Em chỉ có một mong muốn là vợ em bớt nóng tính lại. Tại vì lúc mà nóng tính lên vợ em hay nói những cái câu rất là khó nghe. Với thứ nhất là thứ hai là nóng tính thì nó làm cho sức khỏe của mình nó bị thuyên giảm. Mình nóng tính lên mình mệt tim mà. Dạ. Mà. Ủa em nóng dữ lắm hả? Dạ đúng rồi, em mạng hỏa mà. Không, thực ra tại vì hai bạn này mới có 1 năm á. Cái năm đầu tiên là năm tụi em phải cọ sát về tính tình của nhau á. Dạ, đúng. Để mà tụi em tự biết là mỗi người phải bớt cái tôi của mình lại. Để dạ, tụi em hòa hợp lại. Dạ. Thì đây vẫn còn là cái thời gian mà tụi em phải bàn bạc, phải đối diện với nhau về tất cả mọi phương diện. Anh cũng mong là các bạn sẽ hoàn hảo hơn nha. Mọi thứ sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Để mà sẵn sàng chuẩn bị chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình chúng ta nha. Dạ. Xin cảm ơn các em. Chúc hai đứa hạnh phúc.